cây. Đó không? Máy cắt của chú Chí nhìn cái đấy là sợ rồi. Và máy của chú nhìn cái đấy là sợ rồi. Máy hạ cây đây. Đây rồi. Ra quay để máy cắt máy cỏ. Cắt thôi chú Chí, cứ cắt ngắn dần ra thôi. Đấy. Cái này cứ bảo là làm sao bọn lâm tặc thì nó phá một lúc cơ mà hết hết cánh rừng nhỉ. Thôi cứ để chú cắt thôi em ạ. Không lâm tặc phá nhanh. Cắt thì nó nhanh, chứ còn mình chặt cái này vừa mệt mà vừa cành tôm tôm lâu. Cành tôm. Tiếp không? Là về cho sóc, sóc mới thóc xem. Sóc mới thóc. Làm ông Chí, ông Chí đang cắt cây. Vườn của bà rộng và thế hồ mà cứ vứt cành. Thấy cây xấu nhà chị về có khi cũng tỉa đi chú Chí nhở. Lúc nào hôm nào rảnh thì là tỉa bớt đi. Sợ gì nó? Có cái máy này thì không sợ gì bố con thằng nào. Bác giỏi, bác bảo là cắt cái này chỉ để lại cái chỗ mắc dây thôi chú Chí ạ. Chứ không phải là để cả cây đâu. Để cả cây làm gì, đằng nào cũng chặt đi chứ. Để bây giờ nhãn không ai người ta mua, mà trèo thì không ai trèo chảy được. Cắt hết đi thôi. Đấy. Vườn cho nó quang.
khoai. À. Trước thì người ta còn làm lăng nhãn chứ bây giờ thì không ai nha. Khoai khổ nhá. Quay. Đấy. Không, lao động là vinh quang em ạ. Không không có gì cả. Hay hay anh em. Thôi anh em đi. Hay anh em đi. Đúng. Quá cố chết. Đấy. Giờ mình có tuổi rồi, cứ làm bình tĩnh. Vào và bác xuống xem có, nếu sôi thì bác cho vào cho em. Cho rau vào cho em. Đấy. Quá tải luôn. Thôi để cho anh. Để cho anh cho thôi, anh không cần nữa đâu. Máy máy cẩu, máy máy cẩu, máy máy cắt. Chú muốn làm gì thì làm. Chú Yến chú trèo kia ông bạo chứ nhỉ. Cao như kia. Ồ. Trông thì cứ như trai thành phố ấy mà để trèo leo như kia. Thành phố còn gì nữa. Trai thành phố. Đây em ơi, giả vờ cho cái này đi đi. Để em dọn đi. Đấy. Cái này thì cái lưỡi cưa này có cùn không chú Chí? Dạ. Cái này cũng mình phải thay lưỡi cưa chứ nhỉ? Cùn chứ đúng không? Đấy. Cùn thì dễ mang nước mà chị à? Kia nước kia rồi. Nước kia rồi, chị mang kia rồi. Đấy. Ui dạ. Cẩn thận. Không cây này ai dám cắt. Đúng rồi. Mà nó vào dây điện ấy, nó vào đường dây điện kia là không dám cắt.